hoan hỉ mùa màng, hạt trong nhanh phát, lá xanh vươn cành nhờ đạm Phú Mỹ, đen bóng đẹp màu đẳng cấp châu Âu DAP Phú Mỹ, tinh thể miền đều hợp đất Ba Gian SA Phú Mỹ, bột miền tùy chọn không thể làm giả Cali Phú Mỹ, công nghệ hóa học một hạt ba chất lại chứa TE NPK Phú Mỹ, chọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy, phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Quý vị và bà con xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu và tất cả quý vị và bà con đang theo dõi sân chơi quê mình xứ nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và bà con thân mến, sân chơi quê mình xứ nghệ ngày hôm nay trân trọng kính mời tất cả quý vị và bà con cùng về với huyện miền núi Quỳ Châu, mảnh đất của lễ hội, mảnh đất của núi non hùng vĩ với những danh lam thắng cảnh đẹp, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của huyện miền núi Quỳ Châu với những phần thi hấp dẫn, sôi nổi và đầy kịch tính trong sân chơi quê mình xứ nghệ. Nhưng trước hết hãy cùng làm quen với hai đội chơi ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón đội chơi đến từ bản Hùa Na. Chào đón đội chơi thứ hai đến từ bản Minh Tiến. Thưa quý vị, những ca mở
màu rực rỡ, những nét mặt tươi vui của bà con đến từ hai đội chơi chắc chắn rằng sẽ mang đến cho chúng ta những phần thi hết sức sôi nổi, hấp dẫn trong trò chơi quê mình xứ nghệ. Thưa quý vị và bà con, và ngay sau đây để giúp quý vị và các bạn có thể hiểu hơn về mảnh đất Quỳ Châu, xin mời quý vị và bà con cùng theo dõi đoạn clip ngắn sau đây. Quỳ Châu là vùng đất có nhiều hang động, danh thắng tự nhiên kỳ vĩ như Thẩm Ồm, Hang Bua, Tạt Ngọi. Hang Bua ở xã Châu Tiến là danh thắng tự nhiên độc đáo, gắn liền với truyền thuyết lịch sử, văn hóa đồng bào Thái ở miền Tây xứ Nghệ. Lễ hội Hang Bua được tổ chức hàng năm là nghi thức tâm linh được người Thái trông đợi, mở đầu cho một năm mới an lành thịnh vượng. Dự lễ, người dân không chỉ được giao lưu văn hóa mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những gam màu, trò chơi dân gian hay vũ điệu truyền thống của các chàng trai cô gái Thái vang lên rộn rã như tiếng vọng của non ngàn. Đượm chất văn hóa Thái còn được thể hiện ở các món ẩm thực độc đáo như bánh tét, món hò mọc, bánh ít, cán nước, món chèo mỗi dịp đón du khách đến thăm mảnh đất Quỳ Châu. Người Quỳ Châu vẫn luôn tự hào với đặc sản hương trầm. Nghề hương trầm sản xuất theo thời vụ, bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch hàng năm. Xuân về thắm đủ muôn hoa, mùi trầm hương thiếu như là chưa xuân. Bên cạnh hoa trái, trà rượu, không thể thiếu nén hương trầm nghi ngút tỏa hương thơm, tỏ lòng thành kính đến tiên tổ, thần linh trong thời khắc giao thừa, ngày Tết. Ngày nay, Quỳ Châu đang nỗ lực phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, nhân lực để phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh công tác xóa đói giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội, Quỳ Châu từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kinh tế, phấn đấu trở thành huyện khá của vùng Tây Bắc Nghệ An. Thưa quý vị và bà con, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với sân chơi quê mình xứ Nghệ với phần thi đầu tiên có tên gọi Làng Tôi. Ở phần thi này bằng hình thức sân khấu hóa thì các đội sẽ lần lượt giới thiệu cho chúng ta những nét văn hóa đặc trưng riêng của đội mình. Và ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của bạn Hứa Na. Bạn Hứa Na sẽ gửi tới cho chúng ta diễn sướng phong tục rượu cần. Xin mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi. Thank you.
khoi chẳng nhai sóng sọc lúc mới khoi chẳng mới họ đâm na họ ký bá cá hơn ký khâu đâm châu tàn quán phăng ô đâm hơn cỏ khăm lông cha trong mai mục má nàng phục nói tán tỉ cú lạt má nàng sạt phang phấn mở cú liên má nàng tiến phấn đi cọc cắm cú tha cha kém chiên năm mù ấy kê cắm mi cốc mi bãi khoi lục má nói kể thôi hư việc hãy kê ô thành bà kể ai quán ô thành mỡ quán bán châu con đi mi chửi đi ôi thành mà hạc tăng hơn non hạc con hơn dù ô hơn hạc tạt bè nhớ ai nhớ non khổ khoan bàn lang sờ say ế song xả hoàn ôi nhâm mi kê hãy uống châu mù ấy quăng ô sang lâu hãy ôm châu mù hơn huông lâu sờ nằm cầm bùa ô cụ năm quán ma ký ma mặc ma bạc ma hồ cả nỉ mưa na hơi lực cơ lán còi ký còi dù ô lâu nói po phai cái hãy uống po tam po bạc ký cái hạc tàu tín tàu ký lâu hạc tàu tín lục tín mưa khung cuốn bố mù to ô ai cha má mượn nhiều lâu ô hớp bò mẹ bán uống ê khoi khoi số má bò khoi má lực tham chiếm mỗi lâu còn đấy khước lâu nuôi chẹp khương khốm ván muốn phép kiều ván bán những mì chính liên xô to cái này cái tệ húa pin quay quay để mày ngay ơi ơi mới bò mẹ bán uống ai nào xong xám má này ăn lâu ê khoi thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi làng tôi của bản Minh Tiến. Và bản Minh Tiến sẽ gửi đến cho chúng ta huyền thoại Khủn Trương. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cheers.
Xin cảm ơn và xin chúc mừng bản Hứa Na và bản Minh Tiến đã hoàn thành xong phần thi làng tôi. Và lúc này đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ý kiến nhận xét và cho điểm từ ban cố vấn. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, qua phần diễn của hai đội thì chúng tôi có những nhận xét như sau. Thứ nhất là đối với bản Hứa Na, về nội dung diễn dẫn Rượu Cần thì từ cái khâu chuẩn bị cho hội Rượu Cần, những cô gái Thái đi ra suối để múc nước về để chuẩn bị cho buổi lễ, và trước khi đi vào để uống Rượu Cần thì một cái điều không thể nào quên, đó là chúng ta phải nhớ đến những người đã khuất, tổ tiên của mình, và một cái bài cúng trước khi để cho dân làng uống. Thế thì đội Hứa Na là trong cái thời gian đã làm đầy đủ các cái thủ tục của diễn xuất Rượu Cần, và trang phục cũng đẹp, diễn viên diễn xuất thì như chuyên nghiệp luôn. Chúng tôi chấm 10 điểm. Riêng đội Minh Tiến hát múa về huyền thoại Khổng Trưởng, một anh hùng dân tộc đã lãnh đạo các dân tộc để đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước, thì qua cái nội dung bài hát nó đã thể hiện được cái ý chí quật cường, tinh thần yêu nước của dân tộc, các dân tộc. Và nội dung của bài hát thì rất hay, trang phục đẹp, diễn xuất chuyên nghiệp hơn cả ban công. Chúng tôi chấm 10 điểm. Vâng ạ, xin cảm ơn ban cố vấn. Như vậy là màn so tài đầu tiên thì cả hai đội đã bằng điểm nhau. Vậy đội nào sẽ bứt lên dẫn trước? Chúng ta hãy cùng đến với phần thi Vui Là Chính. Phân bón Phú Mỹ hoan hỉ mùa màng, hạt trong nhanh phát, lá xanh vươn cành nhờ đạm Phú Mỹ. Đen bóng đẹp màu đẳng cấp châu Âu DAP Phú Mỹ. Tinh thể miền đều hợp đất Ba Gian SA Phú Mỹ, một miền tùy chọn không thể làm giả. Kali Phú Mỹ, công nghệ hóa học, một hạt ba chất lại chứa TE NPK Phú Mỹ. Chọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Thưa quý vị và bà con, ngay bây giờ Thu Hằng xin mời quý vị và bà con cùng đến với phần thi Vui Là Chính, thi cuốn hương trầm. Và ở phần thi này thì mỗi đội sẽ cử ra 3 người cùng thực hiện các công đoạn, đó chính là cuốn hương, bỏ hương vào bao và dán nhãn sản phẩm. Và trong vòng thời gian 5 phút thì đội nào hoàn thành được nhiều sản phẩm hơn thì đội đó sẽ giành phần chiến thắng. Xin hỏi là thành viên của cả hai đội đã hiểu rõ luật chơi và các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Thành viên của cả hai đội đã sẵn sàng. Và ngay bây giờ 5 phút cho phần thi cuốn hương trầm bắt đầu. Na lúc này đây thì đang gấp rút để hoàn thành những cái sản phẩm của mình. Trầm này thì sẽ làm thích điểm thích hợp nhất là vào khoảng tháng bao nhiêu? Dạ là vào khoảng tháng 11 gần tháng 12 ạ. Vì sao mình lại làm vào cái khoảng thời gian đó? Dạ làm vào khoảng thời gian để chuẩn bị cho Tết ạ. Nếu như mà mình làm sớm hơn thì cái chất lượng hương trầm thì nó có tốt không? Dạ chất liệu hương trầm thì làm bao lâu để cũng được ạ. Nhưng mà làm sớm hơn để kịp vận chuyển đi khắp mọi nơi ở trong nước. Dạ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều và xin mời em hãy tiếp tục công việc của mình. Và các bạn hãy cố gắng lên, bởi vì chúng ta sẽ chỉ còn 30 giây nữa thôi ạ. Các cổ động viên hãy cổ vũ lớn hơn đi ạ. Ô
xin mời tất cả quý vị bà con cùng đếm ngược với Thu Hằng ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Xin mời cả hai đội dừng tay ạ. Vâng ạ, và ngay bây giờ thì xin mời thành viên của cả hai đội sẽ cùng bước ra sân khấu lắng nghe ý kiến cho điểm từ ban cố vấn. Về kỹ thuật, mẫu mã thì đảm bảo là đạt cái tiêu chuẩn của một cái que ăn trầm. Tuy nhiên tức là chúng tôi thấy tức là đội bên tay trái của tôi là đội Huana số lượng nhiều hơn và đội Minh Tiến là số lượng ít hơn, nên là đội Huana là được 10 điểm, đội Minh Tiến được 5 điểm. Và đến thời điểm này thì đã có sự chênh lệch điểm giữa bản Huana và bản Minh Tiến. Và bản Minh Tiến hãy cố gắng lên, chúng ta đang còn rất nhiều những phần thi hấp dẫn tiếp theo. Và trân trọng cảm ơn ban cố vấn. Và bây giờ thì xin mời quý vị và bà con cùng đến với phần thi kiến thức nhà nông. Ở phần thi này, bằng hình thức trả lời trắc nghiệm thì mỗi đội sẽ trả lời 5 câu hỏi thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, truyền thống lịch sử văn hóa của huyện Quỳ Châu. Với mỗi câu trả lời đúng, các bạn sẽ được 2 điểm. Và ngay bây giờ thì xin mời cả hai đội chúng ta chuẩn bị và cùng lắng nghe câu hỏi đầu tiên. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Khi phun thuốc bảo vệ thực vật cho rau, người lao động cần quan tâm đến vấn đề nào sau đây? A. An toàn cho người phun thuốc, thiên địch, môi trường và sản phẩm. B. Hiệu quả phòng trừ và diệt trừ tận gốc nguồn sâu bệnh hại. Xin mời cả hai đội đưa ra phương án lựa chọn của mình. Bản Minh Tiến lựa chọn phương án A, B. Bản Huana, các bạn lựa chọn phương án là B. Và với câu hỏi này, xin chúc mừng bản Minh Tiến đã giành được 2 điểm. Và bản Huana, các bạn trả lời cho chính xác, bởi vì đáp án của chúng tôi là đáp án cả A và B mới là đáp án đúng. Câu hỏi số 2 như sau. Lớp bùn đáy ao dày bao nhiêu thì thích hợp cho nuôi cá? A từ 5 đến 10 cm, B từ 40 đến 50 cm. Đội bản Huana đưa ra phương án là A và bản Minh Tiến cũng lựa chọn phương án là A. Và đáp án của chúng tôi cũng là một đáp án A. Xin chúc mừng. Các bạn hãy cho biết trên địa bàn huyện Quỳ Châu có bao nhiêu di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh? A 12 di tích danh thắng, B 14 di tích danh thắng. Đáp án A không phải là một đáp án đúng, mà đáp án đúng của chúng tôi là đáp án B ạ. Vâng, ở huyện Quỳ Châu thì có 14 di tích danh thắng. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 4. Di tích danh thắng Hang Bua được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích danh thắng quốc gia năm nào? A năm 1996 và B năm 1997. Vâng ạ, bản Huana đưa ra phương án là B và bản Minh Tiến đưa ra phương án là B, đúng không ạ? Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các bạn. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Bảo tàng văn hóa các dân tộc huyện Quỳ Châu được khởi công xây dựng vào năm nào? A 1976 và B là năm 1977. Đáp án của bản Minh Tiến là đáp án A và bản Huana là đáp án A. Và đây cũng là một đáp án chính xác của chúng tôi. Xin chúc mừng các bạn. Thưa quý vị và bà con, như vậy là 5 câu hỏi của sân chơi quê mình xứ Nghệ trong phần thi kiến thức nhà nông đã hết. Và cùng với trả lời chính xác 4 câu đúng không ạ, bản Minh Tiến đã giành được 8 điểm. Và bản Huana, rất tiếc các bạn đã trả lời sai 2 câu và các bạn chỉ trả lời đúng được 3 câu thôi đúng không ạ? Và các bạn giành được 6 điểm trong phần thi này. Xin chúc mừng bản Huana và bản Minh Tiến đã hoàn thành xong phần thi kiến thức nhà nông. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Hân hoan chào đón tất cả quý vị và bà con đã quay trở lại với sân chơi quê mình xứ Nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình của chúng tôi đang được diễn ra tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Thưa quý vị và bà con, và ngay bây giờ Thu Hằng xin mời quý vị và bà con chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về một nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái huyện Quỳ Châu qua phần thi khéo tay hay làm với phần thi kéo kén lấy tơ. Ở phần thi này thì mỗi đội sẽ cử ra 2 người chơi, các đội sẽ được chuẩn bị sẵn nước sôi và khi có hiệu lệnh thì các đội sẽ bỏ kén vào thực hiện kéo tơ. Và trong cùng một thời gian là 10 phút thì cái số lượng tơ ở trong nồi còn ít hơn của đội nào thì đội đó sẽ giành phần chiến thắng. Và ngay bây giờ thì 10 phút cho phần thi kéo kén lấy tơ bắt đầu.
chúc quý vị và bà con. Và ngay lúc này đây thì hãy cổ vũ thật lớn lên cho cả hai đội của chúng ta. Thời gian đã trôi qua 3 phút rồi. Và một lần nữa xin được hỏi là cổ động viên của bạn Minh Tiến ở đâu ạ? Vâng, bạn Minh Tiến hãy cùng cổ vũ cho đội mình nào. Minh Tiến cố lên. Chúng tôi thì đang hết sức cổ vũ nhiệt tình cho cả hai đội. Và bác ơi, không biết rằng bác cảm nhận như thế nào khi đến với sân chơi quê mình xứ Nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ? Khi đến sân chơi này tôi cảm thấy rất vui và rất tự hào về là truyền thống của là dân tộc Thái chúng ta vẫn giữ gìn và phát huy cho con cháu mai sau. Vâng, một lần nữa cảm ơn bác và chúng ta một lần nữa hãy cùng cổ vũ thật lớn cho đội của mình nào. Và thưa quý vị, và bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với sân khấu của chúng tôi để cùng đến với phần dự thi của cả hai đội. Và hai đội hết sức lưu ý, 10 giây cuối cùng, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Vâng ạ, xin mời cả hai đội dừng tay. Và xin mời cả hai đội sẽ kết thúc công việc của mình. Và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện ban cố vấn sẽ lên kiểm tra chất lượng của cả hai đội và cho điểm trong phần thi kéo kén lấy tơ ạ. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, trong thời gian 10 phút thì hai đội đã thực hiện phần thi kéo kén lấy tơ. Và qua kiểm tra sản phẩm thì tôi thấy thế này. Thứ nhất, đối với đội Minh Tiến thì số lượng sản phẩm hai đội bằng nhau, nhưng về chất lượng và cái sợi tơ thì đội của Hùa Na là cái sợi tơ nó đẹp và đẹp hơn. Vậy kết quả đội Hùa Na thắng cuộc. Và như vậy cùng với phần chiến thắng trong phần kéo kén lấy tơ, xin chúc mừng Hùa Na giành được 10 điểm và bạn Minh Tiến chỉ có được 5 điểm thôi. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Thưa quý vị và bà con, trong phần thi kéo kén lấy tơ thì bản Hứa Na đã giành được phần chiến thắng với 10 điểm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi khéo tay hay làm có tên gọi Cơ Nạp Cá Suối. Và chúng ta cũng hy vọng rằng ở phần thi này thì cả hai đội cũng sẽ cố gắng giành được số điểm bằng nhau. Và cái luật chơi của phần thi này như sau. Mỗi đội sẽ cử ra 4 người chơi và được chuẩn bị trước về các cái đạo cụ cũng như các nguyên vật liệu mà các bạn đã chuẩn bị sẵn ở trên này. Bao gồm cá, các cái gia vị, rồi rau thơm, hành, xả, vân vân đúng không ạ? Và trong thời gian 5 phút thì mỗi đội sẽ thực hiện các công đoạn là thái, đâm xả, trộn gia vị vào cá và gói thành 4 gói và nướng qua lửa bằng than đã chuẩn bị sẵn ở đây ạ. Và trong vòng thời gian 5 phút thì đội nào mà đạt được chất lượng tốt hơn thì đội đó sẽ giành phần chiến thắng. Và đương nhiên rồi, chiến thắng sẽ giành được 10 điểm. Và nếu mà các bạn không đạt được cái kết quả như ý muốn thì các bạn sẽ chỉ được 5 điểm thôi. Và ngay bây giờ 5 phút cho phần thi Cơ Nạp Cá Suối bắt đầu. Và con, cái không khí thi của hai đội bản Minh Tiến và bản Hứa Na lúc này thì có vẻ rất là căng thẳng. Và chúng ta cũng mong muốn nhận được những cái sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của các cổ động viên dành cho bản Hứa Na và bản Minh Tiến ạ. Và mọi người hãy cổ vũ lớn lên được không ạ? Cổ động viên bản Minh Tiến ở đâu ạ? Vâng, và cổ động viên Hứa Na. Cả hai đội hết sức lưu ý là sẽ chỉ có 5 phút trong phần thi này thôi. Và lúc này đây thì tôi đã cảm nhận được cái mùi cá rất là thơm rồi ạ. Mùi cá quẩn với mùi xả đúng không ạ? Mùi mà quạt với than này thì chắc chắn nó sẽ rất là ngon. Và tôi cũng đang rất nóng lòng muốn biết xem cái vị của món này nó sẽ như thế nào đấy ạ. Sẽ chỉ còn 2 phút nữa thôi, cả hai đội hết sức lưu ý ạ. Thank you.
Thưa quý vị, lúc này thì tôi đã cảm nhận rất rõ cái mùi thơm rất là đặc trưng của món cơm hạp cá rồi ạ. Và tất nhiên là để kiểm tra cái chất lượng như thế nào thì phải nhờ đến sự tư vấn của ban cố vấn ạ. Và xin mời ban cố vấn sẽ lên kiểm tra kết quả cũng như chất lượng của cả hai đội trong phần thi này. Đây là lần đầu tiên tôi được thử cái món cá này vì tôi thấy hơi lạ lạ. Ban cố vấn có thể giúp Hoàng nói qua một chút về cái món này được không ạ? Qua hai cái đội phần thi vừa rồi á, thì thấy là hai đội thể hiện á, thì phải nói rằng là về cái, tất cả các cái kỹ thuật thì hai đội là cơ bản là tôi thấy là nó tương đồng nhau. Nhưng về chất lượng để thể hiện cái món này là vì là các gia vị, hương vị này, rồi là tóng cái này á, thì tôi thấy là cái hương vị của cái món Hồ Na và các bạn Minh Tiến á, thì về cái, các cái gia vị chế biến món ăn và món cá chín thơm mà thể hiện được, cái toát lên được cái sự cần cù chịu thương chịu khó của người phụ nữ Thái, thì tôi thấy rằng là cái món phía về cái món cá nạp cá chuối này thì bản Minh Tiến là bản của Minh Tiến và bản Hồ Na, thì về chất lượng á, thì bản Minh Tiến là đạt điểm 10, còn của bản Hồ Na chỉ được 5 điểm. Quý vị và bà con thân mến, trải qua các phần thi hấp dẫn sôi nổi và đầy kịch tính, chúng ta sẽ cùng đến với phần tổng kết và trao giải. Và hiện nay trên tay Thu Hằng thì đã có kết quả rồi. Chắc chắn quý vị và bà con cũng như Thu Hằng cũng nóng lòng muốn biết rằng đội nào sẽ đạt được kết quả cao nhất trong sân chơi quê mình xứ Nghệ, đúng không ạ? Nhưng mà trước hết Thu Hằng xin trân trọng giới thiệu tới quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái món quà hết sức ý nghĩa của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trong chương trình Tiếp sức đến trường với 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện Quỳ Châu. Và ngay sau đây xin mời 10 em có tên sẽ bước lên sân khấu để đón nhận những tình cảm của chương trình Tiếp sức đến trường của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và cũng xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Minh Ngọc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ lên trao phần quà từ quỹ Tiếp sức đến trường của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An cho 10 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện Quỳ Châu. Xin mời em Lê Thị Thập, lớp 2C, trường tiểu học Châu Hạnh 1. Em Lương Thị Minh, lớp 4A, trường tiểu học Châu Hạnh 2. Em Lô Văn Mão, lớp 4B, trường tiểu học Châu Hạnh 2. Em Lương Thị Trang, lớp 5A, trường tiểu học Châu Nga. Em Lữ Thị Hồng, lớp 3B, trường tiểu học Châu Phong 1. Em Trần Viết Hiếu, lớp 5A, trường tiểu học Châu Hội 2. Em Lương Thị Ngân, lớp 2B, trường tiểu học Diên Lãm. Em Hồ Tuấn Thủy, lớp 9C, trường trung học cơ sở Châu Bình. Em Vi Văn Quyết, lớp 8A1, trường trung học cơ sở Hạnh Thiết. Và em Vi Văn Liệu, lớp 7A4, trường trung học cơ sở Hạnh Thiết. Thưa quý vị và bà con, món quà từ quỹ Tiếp sức đến trường của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An là 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và một chiếc cặp sách với mong muốn khích lệ phong trào học tập ở địa phương. Và chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng cảm ơn những tình cảm hết sức ý nghĩa của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và một lần nữa trân trọng cảm ơn ông Trần Minh Ngọc và xin chúc cho tất cả các em sẽ luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Xin cảm ơn các em. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Thưa quý vị và bà con, và với mong muốn khích lệ tinh thần thể dục thể thao tại địa phương huyện Quỳ Châu, thì đại diện nhà phân phối phân bón Phú Mỹ cũng có những món quà hết sức ý nghĩa dành tặng cho địa phương. Và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Công Thư, đại diện nhà phân phối phân bón Phú Mỹ, đại diện nhà tài trợ chính của chương trình sẽ trao phần quà là 5 quả bóng cho Trung tâm Văn hóa huyện Quỳ Châu. Và chúng tôi trân trọng kính mời bà Lô Thị Hương, giám đốc Trung tâm Văn hóa Quỳ Châu sẽ lên đón nhận món quà ý nghĩa này. Và chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng cảm ơn nhãn hàng phân bón Phú Mỹ đã luôn quan tâm và động viên với phong trào thể dục thể thao của huyện Quỳ Châu. Thưa quý vị và bà con, và ngay lúc này đây hãy cùng hướng lên sân khấu của chúng tôi và cùng gặp lại những nhân vật chính của sân chơi quê mình xứ Nghệ. Đó chính là hai đội chơi đến từ bản Hồ Na và bản Minh Tiến. Quý vị và bà con thân mến, với những cố gắng nỗ lực hết sức của mình và với 38 điểm, điểm đó chính là kết quả của đội Minh Tiến là đội đạt giải nhì. Và chúng tôi xin được nói lời chúc mừng bản Hồ Na với 41 điểm. Và các bạn
bạn đã rất xuất sắc với các phần thi của mình, và cũng xin chúc mừng các bạn đã đạt giải nhất của sân chơi quê mình xứ Nghệ. Và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vi Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu, và ông Trần Minh Ngọc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, sẽ lên trao quà cho đội đạt giải nhì, đó chính là đội bản Minh Tiến. Cảm ơn ông Trần Minh Ngọc, và cũng xin trân trọng cảm ơn ông Vi Văn Tiến và xin chúc mừng bản Minh Tiến. Và thưa quý vị, với việc rất xuất sắc giành được kết quả cao nhất trong sân chơi quê mình xứ Nghệ, chúng tôi xin chúc mừng bản Hồ Na. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời ông Lang Quốc Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳ Châu, và ông Trần Đức Kiên, đại diện nhãn hàng Đạm Phú Mỹ, sẽ lên sân khấu để trao quà cho đội đạt giải nhất bản Hồ Na. Phần quà mà đội đạt giải nhất nhận được là phần thưởng 2 triệu đồng và 200 kg đạm quà tặng từ công ty Đạm Phú Mỹ. Và trân trọng cảm ơn ông Lang Quốc Dũng và ông Trần Đức Kiên. Kính thưa quý vị và bà con thân mến, tới đây thì sân chơi quê mình xứ Nghệ được diễn ra tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu cũng xin được kết thúc. Thay mặt những người thực hiện chương trình, trân trọng cảm ơn huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu cũng như đại diện của xã Châu Hạnh đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này, và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Và sân chơi quê mình xứ Nghệ sẽ tiếp tục đồng hành với tất cả quý vị và các bạn ở khắp mọi miền quê để giới thiệu tới quý vị những nét đặc trưng văn hóa của quê hương xứ Nghệ. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào và hẹn gặp lại. Bón Phú Mỹ hoan hỉ mùa màng, hạt trong nhanh phát, lá xanh vươn cành nhờ Đạm Phú Mỹ. Đen bóng đẹp màu đẳng cấp châu Âu DAP Phú Mỹ. Tinh thể miền đều hợp đất Ba Gian SA Phú Mỹ, bột miền tùy chọn không thể làm giả. Kali Phú Mỹ, công nghệ hóa học, một hạt ba chất lại chứa TE NPK Phú Mỹ. Chọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.